Một nam diễn viên bị bắt với cáo buộc hiếp dâm nhân viên quán bar. Nam diễn viên nhạc kịch Hàn Quốc lần thứ hai bị cảnh sát bắt với cáo buộc hiếp dâm nhân viên quán bar. Trang Opompop ngày 15 tháng 3 thông tin một diễn viên nhạc kịch đang được giấu tên, tạm gọi bằng bí danh A, đã bị bắt. Sở Cảnh sát Gangnam, Seoul, Hàn Quốc ngày 14 tháng 3 tuyên bố A bị cáo buộc hiếp dâm và gây thương tích cho một nữ nhân viên quán bar. Vụ tấn công tình dục diễn ra vào ngày 13 tháng 3. Vụ việc đang được điều tra, cư dân mạng có nhiều đồn đoán về danh tính nam diễn viên nhưng chưa có xác nhận từ cơ quan chức năng. Được biết, A từng đối mặt với cáo buộc tấn công tình dục một nữ nhân viên tại quán bar ở Busan năm 2017. A bị kết án 5 năm tù giam nhưng sau đó giảm xuống 2,5 năm sau khi kháng cáo lên tòa án cấp cao hơn.